bé tí nhưng mà rất độc đáo, rất tố chất luôn. Em vỗ tay thật mạnh cho nó giật mình xem có giật mình không. Thay đổi trạng thái đi. Không hề sợ hãi. Ramos. Bé tí nhưng mà rất độc đáo, rất tố chất luôn. Một chú chó nhập từ Đức, Malinois từ Germany. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay tiếp tục cái video về chú chó Malinois nhập từ Đức, một trong những chú chó hiếm hoi trong cái thời gian mà sau bệnh dịch. Từ một cái nước châu Âu rất là nổi tiếng về những cái cuộc thi chó, về những cái chú chó chất lượng đã về đến Việt Nam. Đây là một chú chó giống có tên là Ramos, hiện tại được 4 tháng tuổi, mới từ về từ hôm qua. Đêm hôm qua thì mình ở đây mình giao lưu với anh em. Hôm nay thì mình sẽ nhờ Đình Trung là huấn luyện viên và sẽ là người trực tiếp huấn luyện và nuôi chú chó này trong cái thời gian tới đây, chia sẻ một ít thông tin để cho mọi người được biết là thông tin về chú chó này. Ngay đầu video anh sẽ hỏi Đình Trung một cái câu như này: ở Việt Nam bây giờ cái giới nhân giống hay là những cái chú chó mà Malinois tốt ấy, da phả tốt mà gọi là phả khủng tại Việt Nam thì không thiếu, và giá trị thì nó rơi vào tầm từ 10 cho đến 20 triệu. Thì tại sao trong cái thời điểm như thế này mà em và anh chủ lại bỏ một số tiền là gấp 10 lần ra, là 200 triệu, gọi là hơn 200 triệu để nhập chú chó này về? Thì tại sao mà lại có cái ý tưởng như thế? Dạ vâng. Em cũng xin chia sẻ là để nói mà tốt, ở Việt Nam thì khi mà so sánh với nước ngoài ấy, thì chắc chắn là rất là khập khiễng. Khi mà sự nhân giống của nước ngoài, người ta có những cái sự đầu tư rất là khoa học và mà qua nhiều quá trình kiểm tra con giống rất là khắt khe thì người ta mới có thể là nhân giống được. Khi mà con chó cái thì nó phải qua kiểm tra khung xương, kiểm tra rất là nhiều thứ, có những cái bài kiểm tra làm việc, những cuộc thi. Khi mà em thấy những con chó cái ở bên nước ngoài, người ta trải qua rất là nhiều cuộc thi và chứng minh được con chó của người ta tốt. Thì ở Việt Nam thì rất là ít những con cái có những cái giải trong những cuộc thi làm việc. Nên là em muốn là làm sao để nguồn gen nó phải là giữa con bố và con mẹ nó phải thực sự là rất là tốt. Thì ở Việt Nam em chưa có những cái nguồn gen để mà em... Tại Việt Nam mình thì sau cái đại dịch Covid đấy thì thực sự là những cuộc thi dành cho chó làm việc không nhiều, đúng không? Một năm thì có từ 1 cho đến tối đa là 2 cuộc thi thôi, thì không đủ đáp ứng cho anh em. Đấy, phải nói rõ là như thế. Và cộng thêm nữa là Việt Nam sẽ chú trọng đến cái con đực giống hơn, con cái. Con cái thì thực ra là mọi người sẽ chỉ tập trung vào con cái có giấy VKA là hay được luyện tập một chút thôi. Còn đại đa số mọi người, những nhà nhân giống hay những nhà huấn luyện sẽ tập trung vào con chó đực. Đấy, còn là ở bên châu Âu hay là đỉnh cao nhất là gọi là bên Đức chả hay bên Bỉ, thì người ta sẽ vừa đào tạo chó đực mà người ta đào tạo song song cả những chú chó cái, cũng phải được ăn học, cũng phải được qua rất nhiều các kỳ thi sát hạch, đúng không? Dạ vâng, em và anh Truyền thì hai anh em đã bàn bạc và quyết định là chọn những nguồn gen Đức này. Nhưng mà thực ra để mà một người Việt Nam ấy mà trực tiếp mà mua một con chó ở từ bên Đức thì thực sự rất là khó. Vì tại vì là người nước ngoài ấy, nói chung và người Đức nói riêng, là người ta rất là quan cách, người ta rất là sợ người Việt Nam mình vì đã có cái tiếng là ăn thịt chó. Người ta rất là ngại khi mà làm việc với người Việt Nam. Thì cá nhân em đã nhờ một anh bạn rất là nổi tiếng trong cái giới huấn luyện chó rất là đỉnh cao ở bên Đức. Người ta tin tưởng mình, người ta biết trình độ của mình, người ta đứng ra bảo lãnh cho mình và chọn cho mình một chú chó ở một cái trại ở bên Đức. Chi phí cho người ta mất 1.000 euro. Đấy. Để mà mọi người được biết là khi mà nhập một con chó tốt, đây là anh em mình đang nói là đây là những người chơi nhá, những người chơi gọi như là chất lượng cao, đòi hỏi một con giống chất lượng cao từ một đất nước châu Âu rất là phát triển trong cái công việc mà nhân giống và đào tạo chó là nước Cộng hòa Liên bang Đức. Đấy, thì riêng cái chi phí để mà đi chọn chó, để mà đi gọi tầm hộ chó thôi, là người Đức người ta đã lấy chi phí là 1.000 euro, là gần 30 triệu đồng Việt Nam. Sau khi mà nói chuyện thì chắc là mọi người cũng đã hiểu được một chút phần nào về cái cuộc chơi rồi. Đấy, tại sao mà anh em không mua chó trong nước, dù chất lượng chó trong nước bây giờ cũng rất là tốt rồi, nhưng mà chắc chắn là cái anh chủ đấy, anh ấy muốn chơi gọi là chơi cao cấp hơn. Đấy, mình dùng cái từ đấy cho anh em dễ hiểu.
Nói chung là em cũng đã nhìn thấy cái đam mê của anh ấy rất là lớn. Tức anh chủ rất là đam mê. Và từ Bình Dương ra đây đón chó với anh em mình, đúng không? Dạ vâng. À, tức là như này, trong một cái cuộc chơi giống như anh em chơi game ấy, nó là level up, đúng không? Up level lên. À, trước đây là anh chủ ở Bình Dương đã từng mua một cái chú chó rồi. Tức là xem qua cái video trên kênh Giám Tốc TV và có liên hệ với Đình Trung và đã tậu cho mình một chú chó mà đã được ăn tập rồi. Tên là gì ấy nhỉ? Con này. Tên là Raiko. Lúc mà vào trong Bình Dương là bao nhiêu tháng? Lúc vào là gần 2 tuổi. Gần 2 tuổi và được em huấn luyện cho những cái theo cái chương trình gì, giáo án gì? Em huấn luyện thể thao hay là bảo vệ? Thể thao và xen lẫn bảo vệ. Có nghĩa là chú chó có thể chơi được hai trường phái. Ok. Khi bình thường thì chú rất là hiền nhưng mà khi mà có lệnh là nó sẽ sẵn sàng bảo vệ tất cả mọi người trong gia đình. Ok. Nên là anh hoàn rất toàn là thích. Phải theo lệnh đúng không? Vâng. Đấy. Tức là sau khi chơi một chú chó nội rồi, được huấn luyện rồi thì anh ấy rất là thích. Vâng, anh và thích. Cộng thêm nữa là sau khi mà thích rồi thì phải mình có điều kiện kinh tế. Nó hẳn câu là người chủ phải có điều kiện kinh tế thì mới up level được. Cá nhân anh em nhìn thấy rất là đam mê và có cái khát vọng lớn. Giữa em một người huấn luyện viên, em nhìn thấy như một con người mà có đam mê như vậy, em rất là muốn em nhập chó giúp. Chắc hẳn là không phải là ai em cũng giúp như vậy. Và anh ấy là em thấy sự đam mê rất là lớn. Và một là đam mê, hai là phải có điều kiện kinh tế. Vâng. À, tại vì sao? Tại vì nhập một chú chó con 4 tháng tuổi với cả mức cái chi phí là hơn 200 triệu về. Nhưng mà sau đấy là về ra đón chó và tiếp xúc chơi với nó một tí thôi lại bay vào Bình Dương. Vâng. Cái video này mình quay cho anh em là anh ấy đã bay vào Bình Dương rồi. Và để lại chú chó này là từ 1 năm cho đến 2 năm mà có thể là 3 năm để mà ăn tập, để mà lên đến đỉnh cao. Thi thoảng có thể là anh em mình vào mang chó vào Bình Dương chơi với anh ý, đúng không? Hoặc là anh ý sẽ ra Hà Nội công tác để gặp chú chó thôi. Còn hoàn toàn là đấy, đây sẽ là một những cái vận động viên mà xa nhà luôn. Vừa mua chú chó về gần như là không nuôi ngày nào nhưng mà xa nhà và sẽ để đây để mà cho em gọi như là có học trò để mà luyện tập luôn. Và cố gắng là em sẽ phải cố gắng là biến cái đấy là cái em anh biết là đấy là cái ước mơ của em, đúng không? Vâng. Anh biết là nếu mà thi đấu đỉnh cao là ước mơ của những người anh em huấn luyện viên. Nhưng mà để mà thi đấu đỉnh cao cần phải có một học trò tốt nữa, một con giống tốt. Thì đây là một cái con giống mà anh ấy đã đầu tư cho em là từ Đức về. Đầu tư cho em nhưng mà cũng là đầu tư cho anh ấy. Vì trên tinh thần là vẫn là con chó của anh ấy, đúng không? Vâng. Và anh ấy rất muốn con chó của mình là lên được một đỉnh cao nào đấy. Vâng. Đấy. À, sau khi mà mình và Đình Trung chia sẻ và cùng nói chuyện rồi thì anh em cũng đã hiểu được một đôi phần nào về cái cuộc chơi, đúng không? Vâng. Cái cuộc chơi nào cũng có những cái nhà đầu tư này, cũng có những người chơi rất là sâu, cũng có những người có rất là nhiều cái điều kiện. Thì một cái câu hỏi tiếp theo là anh sẽ gửi đến Đình Trung là với gọi trò con như thế này, nếu mà người mà người ta chưa chơi hay người ta chưa hiểu sâu thì người ta nhìn ấy là như nhau, trò con sẽ như nhau. Vâng. Đúng không? Một con sinh sản ở Việt Nam nhiều khi màu sắc còn đậm và còn đẹp hơn, đặc sắc hơn, còn đẹp hơn, đó là câu là như thế. Chắc chắn. Nhưng mà cái video này chúng ta sẽ nói về cái tố chất và cái thần kinh. Vâng, đúng rồi. Một cái tố chất, một cái thần kinh như thế nào của một con chó mà sau này có thể huấn luyện được và huấn luyện phải nói là huấn luyện gọi như là cao cấp. Vâng. Dạ vâng, thì đại đa số là những con chó con ấy thì chúng mới đầu tiên thì chúng làm quen với thế giới thì tất nhiên là chúng cũng phải rụt rè, nhút nhát rồi. Nên là bất cứ con chó nào cũng thế thôi. Mà có những con chó thì nó thần kinh nó rất là mạnh, nó không sợ sệt e dè một cái bất cứ một cái gì lạ. Ví dụ như cái xe máy chạy qua đường này, chú chó cũng thản nhiên coi như là không có chuyện gì xảy ra. Có nghĩa là cái trạng thái thần kinh lúc đấy nó vẫn là ổn định, nó không bị mất bình tĩnh, không bị sợ sệt, nó không bị quá kích động. Hoặc bất cứ một ví dụ như một con vật gì đấy chẳng hạn lạ đối với nó vẫn giữ được cái sự bình tĩnh và nó cân bằng. Thì là em đánh giá những chú chó như thế là một chú chó có tương lai sau này mình rất là tốt. Chú chó này được một cái người huấn luyện viên người Đức cũng rất là có tiếng, người ta đã đến người ta chọn mua rồi đấy, người ta đã tuyển chọn lúc đầu tiên giai đoạn 1, sau đấy là người ta đã mang về trại, người ta là người ta đã đào tạo và training xã hội hóa, gọi như điều hướng đấy. Lúc ấy chó nhỏ quá thì chưa thể đào tạo được đấy, và người ta điều hướng là 2 tháng. Và mỗi tháng một cái chi phí cũng rất là cao, là 1.000 oi, đấy, 1.000 euro, là gọi như là gần 30 triệu Việt Nam. Đấy, riêng cái chi phí là trong vòng 2 tháng đấy là người ta lấy là 2.000 euro. Đấy, để anh em mình biết là cái chi phí bên Đức cực kỳ cao. Đấy, và cái người chủ mới của cái chú chó này tại Việt Nam là cũng rất là dân chơi, rất là chất chơi. Chịu chi, gọi là chịu chi. Đấy. Vâng, cá nhân em thì em rất là thích con bố và con mẹ của chú chó này.
chúng nó không không phải là ở vẻ bề ngoài nó đẹp, mà tại vì là đã trải qua rất nhiều cuộc thi và rất nhiều giải thưởng lớn, rất là nổi tiếng, và những cái cách video của những chú chó này làm việc em đã được xem và em rất là thích. Tại vì là một cái tố chất làm việc của một con chó thì mình phải xem qua cái phần thể hiện bài thi của nó. Nên là em đã quyết định chọn chú chó này, tại vì là con bố con mẹ của chú chó này rất là tốt. Đấy thì cũng là một cái cơ hội để mà anh lại chia sẻ thêm một ít thông tin cho anh em khán giả. Tại sao là chó giống cha? Riêng chó, nếu mà mua chó, kể cả là chó bản địa Việt Nam, tại sao một con chó đắt? Phải là xem cái da phả, phải xem cái gen giống của nó. Nhất là đây là những cái chú chó làm việc, đúng không? Bố mẹ của nó làm việc như thế nào, thể hiện qua điểm số, qua những bài thi, qua những cái mà cái cuộc thi sát hạch. Mà nhất ở bên nước Đức thì nó gọi như là nó cực kỳ khắt khe, cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Đấy. Nếu như anh em mà chơi chó lâu anh em biết. Và cộng thêm nữa là mức giá trị của nó sẽ cực kỳ cao. Đấy. Đây là anh em mình phải chia sẻ cho mọi người khán giả trên kênh của anh được biết, được rõ. Đấy, tại sao mà các ông bỏ số tiền thế, lại các ông chơi ngông thế này, đúng không? Mình phải nói rõ cho anh em khán giả đều biết. Đấy. Cái gì cũng có nguyên do thôi, anh em xem để mà biết. Đấy. Sau đây thì mình sẽ nhờ Đình Trung sẽ thực hiện một cái bài test nho nhỏ, một cái tiểu phẩm nho nhỏ thôi, để mà gọi là test thần kinh cho chú chó này. Đấy, chú chó này mới về được Việt Nam là một ngày thôi, hoàn toàn là ở trong lồng. Vì sao? Khi mà mang nó về Việt Nam, nó đang lạ nước lạ cái, đúng không? Mình phải để cho nó ổn định tâm lý này, và nó phải quen với thời tiết. Thời tiết bên châu Âu đang rất là mát mẻ, mà về Việt Nam anh em mình cái thời tiết này bây giờ dã man luôn. Video này là mình quay hôm sau mà đang là 7 giờ rưỡi sáng. Bọn mình vừa ngủ dậy là đã quay cho anh em rồi. Nhưng mà thời tiết là gọi như là cũng đã bắt đầu là nóng nóng rồi. Đấy thì bây giờ có lẽ anh sẽ nhờ anh em ở chỗ trại Sam Thái Bình sẽ thực hiện một cái bài test nhỏ nhỏ để mà biết cái thần kinh của chú chó như thế nào nha. Vâng. Thì sau đây em sẽ mời một người bạn của em để nhất là để cho mọi người cũng có cái cách để mình, mọi người sau này mọi người đi chọn một chú chó con chẳng hạn. Test chó. Vâng, đấy. Thì em sẽ nói là để mình nhìn những cái nhận biết cơ bản đầu tiên để mình chọn chú chó. Sau đây em sẽ... Thì trước khi mà mình thực hành đi thì nó sẽ thể hiện như thế nào? Thực một chú chó tốt, một con chó thần kinh tốt, ổn định thì nó sẽ thể hiện như thế nào? Chú chó tốt thì nó phải thể hiện được sự cân bằng và cái sự bình tĩnh ở mọi môi trường. Mọi cái vấn đề xảy ra bất ngờ. Ví dụ như những cái chiếc xe bất chợt phi qua hoặc là một cái cành cây từ trên trời rơi xuống. Chú cún rất là bình tĩnh và không có bị quá sợ hãi này. Tức là có thể giật mình nhưng mà không hoảng hốt, hay là không kiểu như là co đuôi, không thể chạy đi được, đúng không? Không quá kích động. Không thì kích những động. Cái đấy thì có thể có những chú chó đã sinh ra nó đã tốt rồi. Nhưng có những chú chó có con mọi người lại phải dành thời gian ra để mọi người tập luyện những cái đấy. Thì sau đây là em sẽ chia sẻ một cái bài tập luôn, và cũng như là để test thử chú chó này xem người ta đã huấn luyện nó như thế nào, người Đức họ đã xã hội hóa nó có tốt như mọi người và em cũng mong đợi mong hay muốn hay không, đúng không? Đây là cái bài test đầu tiên khi mà chú chó về Việt Nam đấy, mình xuống Thái Bình với cả mọi người từ hôm qua và mình ở lại qua đêm, và đây sẽ là bài test đầu tiên trên gọi như là mảnh đất Thái Bình, trên đất nước Việt Nam của một chú chó Malinois đến từ Germany. Ok, anh em triển khai đi. Đây là một cái người lạ mà chú chưa quen bao giờ, nhưng mà khi mà đứng nạp quen thì rất là bình tĩnh và không có gì là sợ sệt cả. Đấy, thậm chí còn mừng, còn muốn lại chơi với người ta. Đấy, cá nhân em đánh giá một chú chó tốt là phải là làm quen được tất cả mọi người, chứ không phải một chú chó thấy ai là cũng đòi cắn, đòi sủa. Đấy, những chú chó rất là nhát, nó sẽ thể hiện ra là nó cảnh giác với những người lạ. Đấy, bộ tay đi, bìa bộ tay đi. Đấy, khi mà những tiếng động lớn, chú chó là rất thích chơi, bất cứ ai cũng có thể chơi được. Đấy, thần kinh rất là căng. Đấy, cái thể hiện của nó rất là muốn chơi, nó rất muốn chơi, đúng không? Vâng. Chú chó xã hội hóa rất là tốt. Là nó phải thân thiện với tất cả mọi người, chứ không phải một chú chó thấy ai là cũng đuổi cắn. Là một chú chó em không đánh giá cao. Như mọi người thấy, một chú chó tốt là nó phải tự tin ở tất cả mọi môi trường, mọi người, mọi con vật, mọi thứ xảy ra. Khung bệ rất là tốt nhé, khung bệ rất tốt. Đấy, quay ở cái góc này mới nhìn thấy. Đấy, một chú chó non thôi, mới 4 tháng tuổi thôi. Em vỗ tay thật mạnh cho nó giật mình xem có giật mình không.
thay đổi trạng thái đi. Không hề sợ luôn mọi người cũng thấy. Có thể tiếng động lớn hơn không Tùng? Lấy cái chai kia thử thử xem rồi. Cứ thử mọi những cái gì mình có. Vâng, để đấy, xem tất là cả những cái mình test thử cho mọi người này. Tiếng động thật lớn nhá, em nắp thật mạnh lên. Không hề sợ hãi. Rồi ok, thế được rồi. Bài test nhỏ nhỏ thôi. Đấy, bài thì, test nhỏ nhỏ thôi. Em cũng muốn chia sẻ cho mọi người cách khi mọi người đi đến mọi người chọn một chú chó con thì thường thường là nó sẽ trong một cái đàn đấy thì mọi người nên bắt riêng ra từng con một và mọi người thử xem là những con chó nào tự tin nhất. Khi mà một chú chó tự tin nó sẽ thể hiện ra như kiểu cái đuôi của chúng sẽ dựng lên hoặc vẫy ve vẩy. Tai mắt nữa và, đúng không? Và thần thái của đúng rồi, phải thần thái. Khi mà nó tự động chạy đến với mình, nó muốn làm quen, nó tò mò với mình thì một chú chó em đánh giá là ok. Nhưng khi một chú chó mà nhìn thấy mình mà lầm lũi mà cụp đuôi này, cụp tai mà lẩn lùi trốn đi thì chú chó đấy thần kinh đám cá rồi. Là mọi người rất là yếu. Đúng rồi. Khi mọi người chọn chó lên bắt riêng từng con một ra để chọn. Và tất nhiên là mình những chú chó mới mà khi người chủ người ta chưa điều hướng, người ta chưa dạy làm quen tiếng động thì khi mình đến làm tiếng động mạnh chắc chắn là chúng sẽ giật mình. Nên là những cái bài test đấy thì mọi người nên làm từ từ, nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Vâng. Vấn đề là đây là anh em đang cung cấp thông tin cho mọi người, còn không phải ai cũng biết cách chọn chó đâu. Dạ vâng. Đấy. Còn có những người là chỉ cần chọn chó theo cảm tính thôi. Vâng. Đến nhìn thấy con này dễ thương. Vâng. Hay đến tự nhiên đến vào cái chùa tự nhiên có một cái con nào đấy nó chạy đến với mình thì coi như là gọi là có duyên, đúng không? Đấy, còn không phải ai cũng cách chọn chó được đâu. Vâng, quan trọng là cái nhu cầu của mọi người là gì. Khi mà mọi người muốn mua một chó làm cảnh này, làm pet này, làm bạn, muốn một chú chó hiền dịu, hiền hòa thì mọi người nên chọn những chú chó thần kinh vừa phải. Cũng phải cân bằng. Không quá căng, không quá mạnh. Thì mọi người sẽ rất là dễ chịu trong cái việc là chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi mà mọi người muốn một chú chó tốt để huấn luyện thì mọi người sẽ phải lên chọn lựa rất là kỹ về cái tố chất. Đúng rồi. Đừng quan trọng màu sắc quá. Nói chung là mình đang chơi chó huấn luyện mà. Mình chỉ cần tố chất tốt trước đã. Nếu nó tốt rồi thì tất cả màu sắc đều là đẹp hết. Vì con chó mang đòi là đẹp nhất là khi làm việc. Với cả anh em mà chơi chó huấn luyện thì quan trọng nhất là cái tố chất thần kinh, độ cân bằng của chú chó. Cái khung xương nữa, cái khung xương cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là huấn luyện rất nhiều. Một chú chó có một cái khung xương tốt, vững vàng, gọi là vững vàng, giống như là boxing, anh em chơi thể thao, đúng không? Vẻo lả quá, nếu như mà rất thông minh nhưng mà ẻo lả quá thì cũng không thể nào mà chơi được thể thao. Vâng. Đấy, cần phải có hệ thống khung xương cơ bắp. Cần người ta sẽ không quan trọng lắm về cái vấn đề là màu sắc. Người ta không cần phải quá là đậm hay là quá là đỏ hay là quá là như thế nào. Đấy. Chú chó này thì có một cái màu vàng sạch, rất là ok. Rồi. Có khi là video anh em chia sẻ cũng đầy đủ thông tin rồi. Rất là cảm ơn Đình Trung và chú chó này. Thì Đình Trung và chú chó Ramos đúng không? Vâng. Ramos thì sẽ là Ramos sẽ đầu quân cho anh em ở team Thái Bình, chỗ trung tâm huấn luyện chó Sam Thái Bình của em Đình Trung. Đấy. Thi thoảng mình sẽ xuống đây thăm và sẽ quay lại chương trình cho về chú chó này cho mọi người được biết. Và cũng để cho người chủ có khi là ở bên trong Bình Dương đúng không? Xem chú chó này như thế nào. Chắc chắn là em và anh chủ đấy sẽ trao đổi với nhau qua Zalo, qua Facebook hàng ngày đúng không? Nhưng mà có những cái video của anh thì nó sẽ là một cái góc nhìn khác hơn. Đấy. Và cũng để cho anh em khán giả trên kênh. Và cũng hy vọng là cuối năm nay, sang năm là đủ sức để thi đấu, chiến đấu ở trong những cái giải trong Việt Nam mình trước đã đúng không? Rồi ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn Đình Trung nhé. Em cảm ơn anh và xin chào mọi người. Rồi, chào Ramos nhé. Đấy, một chú chó rất tuyệt vời, cân bằng, đẹp, đến từ Germany. Chào đi. Nào, chào nào, chào nhau cái nào, Ramos. Rồi, ngoan, giỏi. Rất cân bằng.